Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 3Z Double Dragon. Vâng, mới có một hôm không làm clip về game CFL thôi mà các bạn đã bảo mình bỏ với lại bơ game các kiểu rồi. Ây da, thiệt là khó. Úi dồi ôi, cái gì đây? Mới vào này. Úi dồi ôi, tí nữa là liếm được một cận chiến rồi. Vâng, em ấy đã biến thành con chân dài và bỏ chạy luôn. Bỏ chạy luôn. Ơ kìa. Này thì... Ui dồi ôi. Thế không chết à? Vô lý. Từ từ bạn ơi. Làm gì mà căng. Rồi, nó vây lại, nó hãm hiếp rồi. Bời hết vào đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Ui dồi ôi. Zumbai đâu mà đông thế. Dữ dằn ghê á. Úi dồi. Vâng, bây giờ nó ỷ thế đông người. Nó lấy đông hiếp yếu. Nó lấy thịt đè người. Vâng, chúng mày cứ chạy hết vào đây. Ăn đạn một lượt đi. Trời ơi, double kill. Vâng, mình thích những cái bạn hung chó đấy. Các bạn cứ chạy vào đây. Úi dồi ôi, còn có 100 tiết thế này. Thế thằng này hiếp rồi đến con khác hiếp. Vâng, thân em bây giờ lụi tàn rồi. Các bác tha đi. Nát rồi. Úi dồi ôi, vẫn không tha. Hay lắm. Thằng tơ mày lên đây. Bố mày chạy. Chạy thôi. Làm gì nhau à. Úi dồi ôi. Cái định mệnh dùng non đâu ra vậy. Rồi tôi xong gãy rồi. Phí thế. Ok, mình phải sang trận khác đây. Cái trận lúc nãy thì được mỗi trận đầu là đông zombie. Đến trận thứ hai cái nó sợ hết. Nó lên trên thủ hàng nó đứng. Nó cạn lời. Đây rồi. Úi dồi ôi, nấp đâu. Nhấp nháy đi cưng. Ơ, chạy đâu ấy. Bên này. Đúng rồi. Ơ, cái định mệnh. Sao lại chết luôn đấy kia. Rõ ràng mình dừng đúng lúc rồi. Mà thế đích nào nó lại chết nhở. Nhìn cái gì. Thích nhìn không. Bơi vào đây. Ơ hớ. Làm gì. Đâu rồi. Chạy đâu ấy. Trời ơi. Người ta đang vào đà để chuẩn bị rút lục bắn yếu yếu là mình cho bạn lên tivi luôn. Đáng tiếc là bạn không hứng chó nữa. Dạo này hơi bị nhiều cương thi ấy nhở. Mình thấy đi phòng nào phòng đấy toàn chân dài thôi. Toàn hoa quả nó đập vào mặt. Vâng khổ thế, dạo này ăn chay. Ơ cái gì đây. Hủy diệt. Bạn thích gì. Ôi tôi xong rồi. Khổ thân bạn hủy diệt. Anh chết nhầm. Khổ thân cái thằng mà bị hủy diệt nó cao. Cái thằng hủy diệt nó còn đúng một tí máu rồi à. Ăn một đao là gãy rồi. Khí quá. Làm gì đây. Ờ. Chơi không. Chơi không. Ơ kìa. Định mệnh. Bố mày biến luôn. Không nghịch ngu nữa. Từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Làm gì nó căng. Đấy. Rồi. Ừ dồi ôi. Toàn cường thi thế này. Vâng. Mình ăn chay các bạn ơi. Đừng có sồn sồn. Ai cũng có phần thôi. Này thì lên đây này. Trời ơi. Ớn thế. Ngọt thế. Vâng, rõ ràng là ăn chay rồi. Mà nó cứ nhét vào mồm như thế này thì né làm sao được. Vâng khổ. Ok. Còn một thằng nữa. Nấp đâu rồi bạn ơi. Ờ bạn ấy chạy đi rồi. Không thể cả khó. Bạn ấy nấp rồi. Định mệnh. Trận này nó lên hết trên thùng hàng. Nó thẩm du cho xem. Thế luôn. Được mỗi trận đầu là nhiều zombie thôi. Ừ, mặc định là trận thứ hai. Một là thùng hàng. Hai là bàn thờ. Đứng hết trên đấy. Không biết trên đấy có cái gì ngon không. Khói rồi. Tuyệt vời. Ui dồi ôi. Lên đi bạn ơi. Mình không bắn cover đâu. Cái gì kia. Ở vẫn không ăn được bọn tên bàn thờ à. Ăn chết nhầm thù ngang à. Gì đấy. Ui dồi ôi. Cái bọn đấy không ăn cứ đè ăn mình thôi. Các bạn gắt thế. Được rồi. Ui dồi ôi cương thi kìa. Rồi nó hiếp chết luôn rồi. Thế là gấu. Chạy rồi.
các bạn không tha cho mình thì chắc là mình sẽ lên đứng với mấy bạn trên thùng hàng cho nó vui. Anh em ta sum họp nha. Rồi, đua TMP cộng với lại đua Gatling. Cái trận này thì cộng thêm khẩu 3Z Double Dragon thì có một bất tử lên bằng mắt à. Ui dồi ôi. Và một thằng dồn đam, một thằng cản lại, một thằng phá giáp như này thì mặt thằng nào nó chịu nổi. Ui dồi ôi. Lên đi bạn ơi, đừng ngại ngùng, lên đây cho tụi mình tí kill cũng được. Được ăn kill hơi hèn tí nhưng nó vui. Xuống các bạn hành mình nhiều quá. 3Z thì không thể đi săn, khó lắm. Nó lại đông như này, vừa vừa thì còn được. Thế còn các bạn dồn mình như thế thì thôi, bố thế nào chịu được. Ui dồi ôi, khó rồi. Vâng, tuyệt vời. Ai thôi cứ bắn yếu thôi, lên đây là phải chết. Bị mệnh cái thằng TMP nó đẩy ra sát rồi kia, nó ăn sạch rồi kìa. Này thì chạy đâu ấy, tập trung hết lên thùng hàng bút kill đi. Đâu rồi, lầy thì nhảy này. Ui dồi ôi, đứng im bất lực luôn. Vâng, chịu rồi, không thể lên được, không thể lên được. Ơ, đảo này, đảo cái gì ba, muốn chết à. Ơ, sao lại không đảo nữa, lên đây là cái gì ấy. Hết giờ rồi. Vâng, thẩm dư mắc gắt. Ai bảo lùa mình làm gì, nếu mà không lùa mình thì mình đứng chỗ khác rồi. Vâng, có thêm mình nữa thì thực sự không thể lên được. Và bây giờ không có mình đi chăng nữa thì bọn kia nó cũng thủ được thôi, tại vì đua TMP nó dồn đam rất là ghê. Cộng thêm đua Gatling nữa thì lên bằng mắt rồi. Bọn này chắc là chơi bạn bè với nhau. Ôi giời ơi. Vâng, thấy cái mặt bạn đây rồi thì tốt nhất là nên té đi cho bạn thể hiện. Cái gì cơ? Đuổi theo làm gì vậy? Đuổi theo đi, ok. Ra đây anh em mình giao thông nào. Ui dồi ôi. Đợi cái lúc nó ra, không chịu ra. Bây giờ mới ra thì muộn quá rồi. Đây rồi, ui dồi ôi. Đây bạn ơi. Đúng rồi, đây. Hay quá. Ơ kìa, chạy đâu ấy. À, cái định mệnh nó luôn. Vãi xoài. Cái này thì chơi lừa tình này. Đảo cái gì vậy? Cái này thì lừa tình này. Khốn nạn. Ui dồi ôi, lại có zombie để bắn rồi. Đông thế. Lại đứng im như này nữa. Cái gì cơ? Lên đây á. Khó lắm. 3Z nó cứ dã vào người thế kia thì sống làm sao được. Bạn cứ mạnh dạn đi lên đi. Chết thì lại hồi sinh thôi. Cái gì đây? Bay nhảy cái gì vậy? Này thì lên này, ui dồi ôi. Đúng rồi, bắn cover cho mình. Hay lắm. Ôi thôi xong rồi, chạy đi bạn ơi. Ui dồi ôi, cầm TMP đi săn à. Vâng, thế là có. Bạn chỉ nên đứng quay tay thôi. Đi săn như thế thì nó cả sắp mạng. Cái gì cơ? Yếu rồi, vẫn cố á. Quả đấy mà mình còn giáp thì mình cũng cố cận chiến cho bằng được bạn đấy. Hết rồi, hết giờ rồi. Ui dồi ôi, ngước mắt nhìn thôi. Vâng, đôi mắt tròn hoe. Ờ, nhấp nháy, cây đậu xanh. Tí nữa thì lại mút được một kill. Ok, các bạn thấy mình nói có sai không ạ? Vâng, những trận sau ít zombie ngay. Bắn rất là chán luôn ấy. Chả hiểu tại sao. Một phần là cũng vì do thẩm du và tơ nó thoát. Thần tơ nó cố một tí nữa thì ok rồi. Đúng rồi.
Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. À, phi tiêu à. Này thì phóng phi tiêu này. Ui rồi ôi, mới di chuyển được hai bước chân thôi, nằm xuống ngay. Khiếp thật. Cái tốc độ nó phải gọi là tốc độ bàn thờ rồi. Đi ra đi. Ơ kìa, sợ à? Sợ cái éo gì vậy? Định mệnh thằng chó đấy, còn đứng sau Lý Thông nữa. Vãi nồi. Thôi gãy rồi. Hay lắm. Dám bắn tao à? Thế bắn đi. Ok. Ok. Lầy thì bắn này. Ờ hứ. Chạy đâu ấy? Chạy bằng mắt nhá. Cái tội người ta đã không để ý rồi, còn cố la liếm nữa chứ. Núp hết đi. Ơ, núp làm quái gì? Rồi, còn hai thằng thẩm du đấy kia. À, một thằng cuối trên đây. Ok. Có hero rồi. Để mình lên đổi con hủy diệt cái đã. Cầm cương thi nó khắm quá. Ok. Này thẩm du rồi. Bố mày sẽ cho mày biết mùi của hủy diệt nó hôi như nào. Lây thì đứng đây. Ok. Có hero. Lên nào anh em ơi. Anh em đâu? Quấy. Quấy lên nào. Hay quá. Một bạn nhảy lên rồi. Lại gần đi, lại gần đi. Lại gần đi. Lại gần đi. Ui dồi ôi, double kill.